toàn cảnh thị trường Vinhome Ocean Park tại thời điểm hiện tại so với thời điểm đỉnh cao của 2021 thì giá đã giảm rất sâu rồi. Đấy, những cái căn mà đây là khu vực của phân khu Hải Âu, những căn shop 90m mặt tiền 7,5m có những thời điểm lên tới 23 đến 25 tỷ thì thị trường bây giờ những căn rẻ nhất chỉ rơi khoảng tầm 15 tỷ thôi, mặt tiền rất rộng. Tỷ lệ hoàn thiện về ở của những cái dọn shop này nó khoảng tầm 30%. Còn riêng bên phía tay phải trước mặt thì những căn shop 100m xây dựng 77m với mặt tiền 5m và thiết kế 3 tầng thì những cái thời điểm đỉnh cao lên tới 25 đến 27 tỷ thì hiện tại giao dịch nó chỉ rơi vào khoảng tầm 16 tỷ thôi. Đó là những cái dòng shop mà một thời điểm cực kỳ hot, được nhiều nhà đầu tư săn đón. Những cái dòng 100m xây 77 thì ở rất phù hợp công năng, đặc biệt đằng sau thì sẽ có một khoảng sân thông thủy 1,5m và có những căn tầng 2 sẽ view trực diện ra hồ nước mặn hoặc là hồ trung tâm 24,5 hecta. Phía đoạn dưới này thì là những căn song lập 150m với diện tích xây dựng là 65m và mặt tiền là 8,4m. Bên phía tay trái thì là những cái căn mà cũng 150m phía tây bắc và mặt tiền lên đến 10m. Thì những cái dòng biệt thự này thời điểm đỉnh cao 38 đến 40 tỷ thì hiện tại cũng giảm cực kỳ sâu rồi. Giá giao dịch chỉ tầm 22 đến 23 tỷ trên một căn. Đó. Có những căn xuống 10 tỷ, hơn 10 tỷ so với thời điểm đỉnh. Thì hiện tại anh chị mà có tiền mặt hoặc là có đầu tư dài hạn thì cái thời điểm này là những cái thời điểm cực kỳ tốt để có thể xuống tiền. Gần như là tại Vinhome Ocean Park thời điểm bây giờ là thời điểm đáy đó, đáy các bất động sản rồi. Đó. Tỷ lệ hoàn thiện về ở cũng hiện tại cũng rất là thấp. Cả hai bên biệt thự cũng như là bên shop house tỷ lệ hoàn thiện về ở khoảng tầm 30% thôi. Mặt trước hồ thì Hải Âu 1 bây giờ có những căn chỉ rơi vào khoảng hơn 50 tỷ thôi, mà những lúc sốt thì 8-90 tỷ đó, chủ nhà còn không bán, bây giờ chỉ tầm hơn 50 tỷ thôi, 270m. Một vòng Hải Âu 2, còn sang Hải Âu 3 thì giá nó sẽ chênh lệch rất là nhiều. Hải Âu 3 thì bây giờ những căn rẻ nhất nó tầm hơn 17 đến 18 tỷ, 150m. Và cái nhược điểm của Hải Âu 3 thì diện tích xây dựng nó rất là nhỏ nên là khó bố trí về ở. Chủ yếu là có thể là làm văn phòng kinh doanh hoặc là gia đình ít người thì có thể về ở được. Với những cái diện tích 150m mà xây dựng có 60m và mặt tiền 8,5m là những căn biệt thự như này